Tại vì nắng nắng mẹ ơi. Dạ mẹ thông cảm cho con này. Con cũng cố gắng lắm, cố gắng đi lên đèn. Nhưng mà nắng 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 à, đúng rồi, đêm nay ổng chịu đỡ ổng tiện. Ổng biết ngủ ở đâu luôn à. Dạ cảm ơn cả nhà rất nhiều. Dạ ngày mai chương trình đã đưa đồ quản. Thì cả nhà mình nhớ đến sớm nha. Đến sớm để có một số mời đẹp. Để chúng ta cùng nhau tham gia tham dự chương trình đã đưa đồ quản. Rồi em cảm ơn cả nhà mình rất nhiều luôn. Để cả nhà mình nhớ giữ cho đến thông tin này. Ngày mai chúng ta sẽ đưa đồ quản. Rồi, cảm ơn cả nhà mình. Để chúc cả nhà mình có một đêm thật là ngon giấc và hẹn gặp lại. Và ngày mai. À bốc thăm hả? Rồi, dạ cả nhà mình nhớ bỏ lên dưới dưỡng mới nhận. Xui rồi, buồn rồi. Mất sổ gạo rồi. Rồi. Tại bây giờ là hôm nay là trời mưa. Công trang chiến mưa quá trời. Bây giờ luôn mà hiện tại bây giờ khán giả là bây giờ là 7:08 giờ rồi mà không có. Cho nên là đoàn xin phép ốp cho khán giả mình thông cảm cho đoàn nha. Đó là sự cố mà em muốn. Tụi em rất là muốn là điều giờ phục vụ quần áo lên xếp hết trơn rồi nè. Bây giờ không có gì được. Rồi buồn cuối cùng khóc còn không trời mưa luôn. Xui rồi. Trời nghiệp quá, lên đổ hết trơn rồi. Bào thi nè mọi người. Ok làm đi. Bào thi. Rose. Nhưng mà đòn có gì. Ủa người ta tặng bông hồng nè. Người ta tặng bông hồng nè. Trời ơi. Rose. Người ta tặng cục tạ nè. Tạ. Còn đòi thì chưa được hát luôn ngày mai. Không đâu có hát đâu. Đâu có hát ngày mai. Lâu lâu mới xuất hiện. Lâu lâu làm cái audition, làm cái mặt với lại cái đầu tóc tổng hay được khác. Trời chấn động. Trời ơi mọi người ơi, nói chứ mọi người mày mai đến đêm mai nha mọi người nha. Tuấn thế nè, lâu quá mới thấy nè. Khoảng cho mọi người, cho mình đi làm con gái. Ủa, cháu đi làm con gái chưa? Biết là làm con gái đó. Nay có cái tính chân chỉ mà không có gì luôn nha mọi người. Rầu quá à, tụi anh cũng rầu nữa, buồn. Hay quá, 100 điểm luôn, vừa luôn. Quậy hay quá, 100 điểm luôn là vừa luôn. Ồ, biết chứ, biết chứ tự nhiên. Ủa, gì đây? Trung thu hả? Cảm ơn nha, có quà trung thu nè mọi người. Đoàn tặng bánh trung thu. Buồn quá mọi người ơi. Hẹn mọi người ngày mai nha. Hot boy nè. Bất khả kháng nha mọi người ơi. Chứ không ai muốn hết trơn. Ai cũng ráng chờ để cho khán giả tới đông đông để cho phục vụ. Nhưng mà mưa quá mọi người tới cũng được. Thôi để cho ngày mai đi cả luôn hồ quản. Không là mọi người sẽ quay trở lại cái đoàn sườn lên rồi. Khán giả đâu có cho khán giả một người. Để cho mới vô. Để giờ cũng phát hết cho mọi người rồi. Hôm là ngày mai sẽ trời quang mây tạnh, thời tiết rất tốt để cho mọi người tới xe lô tô. Mai có mấy tiết mục nè. Ngày mai có nhiều tiết mục, em không nhớ hết rồi. Có 5-6 cái đoạn đường. Có Thần Dương, dự án Thần Dương nè. Rồi cái gì? Đúng mọi người, ai làm đạo thành? Biến đạo thành. Em làm biến đạo thành. Dẫn đạo. Rồi Lương Xuân Bá của Anh Đài. Rồi thiếu phụ Nam Thương, nói chung là trọng cũng có một gia một chút đoạn nha mọi người. Hy vọng là ngày mai thời tiết tốt để gặp lại mọi người. Gặp lại mọi người nha. Ok, see you. Buồn quá cả nhà hen. Nhưng mà ngày mai mọi người nhớ tới nha. Mai chương trình hay lắm đó. Đó, tặng áo mưa cho khán giả đi về nha mọi người. Hay đâu mọi người, áo mưa cho khách lại xem như vậy. Mưa quá, áo mưa tiết cho mình. Bức xúc nè. Bức xúc nè. Cái giờ mình luôn mà cũng phải đến tới đây mình đi coi ủng hộ đồng nè mọi người. Không muốn về. Không muốn về. Ở ngoài kẹt xe người ta ngại đi. Bây giờ
bây giờ lấy cái lời hát đi. Hát mấy bài phục vụ đi. Bà má không muốn về, tới rồi không muốn về mọi người. Không Tú Quỳnh. Quá buồn. Đi con ra trong bao nhiêu cỏ dọc đó. Ô Phương khen nè. Phương khen. Lên mặt. Đâu có vào nữa rồi, đâu có mặt đâu. Dạ, tôi nhớ rồi. Buồn quá về nha, mới nói mọi người. Dương Khai về với Dương Khai. Khoe nha. Nó buồn không á. Bữa nay là mặt đồ khoe súng mà không được. Taxi về hả? Cái này 3 cây, cái 1 cây được không? Dạ. Ăn 2 cây đi. Đừng quá, mỗi lần đi chắc là nó hơi đi. Đừng quá.